Thưa quý vị và các bạn, qua 30 năm thực hiện tiêm chủng mở rộng, hàng trăm triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ em. Đây là một con số khổng lồ để có thể quản lý và theo dõi. Hiện nay thì hầu hết các tỉnh thành trong cả nước vẫn thực hiện việc quản lý, theo dõi tiêm chủng của trẻ bằng hồ sơ giấy, một hình thức đã bộc lộ nhiều bất cập. Tuy nhiên, rất có thể trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ triển khai việc quản lý tiêm chủng mở rộng tại các địa phương, cơ sở bằng phần mềm điện tử. Điều này xuất phát từ sự thành công của một sáng kiến đến từ một tổ chức phi chính phủ. Từ 30 năm qua, cứ đi tiêm chủng là cha mẹ phải mang theo sổ theo dõi tiêm chủng. Còn các nhân viên y tế lại phải hì hụi ghi chép các thông tin vào giấy tờ. Đây là những thủ tục bắt buộc trong quá trình tiêm chủng trước đến nay. Bởi việc tổ chức quản lý đối tượng tiêm chủng, quản lý đối tượng trẻ em được sinh ra đóng vai trò quan trọng nhằm đánh giá chính xác tỷ lệ tiêm chủng. Tuy nhiên thực tế, phương pháp truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế, dẫn đến sự không tính được chính xác tỷ lệ tiêm chủng, không dự kiến được nhu cầu vaccine, dẫn đến tình trạng thiếu vaccine cục bộ, không đạt tỷ lệ tiêm chủng, mất sổ tiêm chủng, khiến gia đình không nhớ mũi tiêm, nhất là với tình trạng di dân ở các thành phố lớn như hiện nay. Phần mềm quản lý tiêm chủng điện tử có tên là Imbrec do tổ chức PATH phối hợp với chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện. Thí điểm ở Bến Tre từ năm 2012 đã tạo nên sự khác biệt lớn. Với một cái máy tính kết nối Internet, chị Kim, nhân viên trạm y tế xã Mỏ Cầy Nam, thành phố Bến Tre, có thể sử dụng phần mềm để đăng ký, theo dõi số trẻ sinh trong xã, lập danh sách trẻ đến hạn tiêm chủng từng xã cụ thể, thậm chí theo dõi được cả số trẻ em tiêm vãng lai, biết được trẻ tiêm những loại vaccine nào, chưa tiêm loại nào. Nếu không có máy tính, chị cũng có thể làm việc này bằng điện thoại di động. Với cái phương pháp cũ á, thì chúng tôi sẽ mất rất là nhiều thời gian, công sức để mà cập nhật hồ sơ sổ sách, quản lý tốt. Ưu việt của cái phần mềm này giúp chúng tôi quản lý một cách tự động và vô cùng chính xác. Cha mẹ trẻ cũng được nhận thông tin tận tay qua tin nhắn. Trước đây á, khi mà mời những phụ huynh có trẻ đi tiêm chủng á, thì tôi chỉ phải qua thư mời. Phải có người đến tận nhà để mình đưa thư mời cái đối tượng tiêm chủng. Nhưng mà từ khi có tin nhắn rồi thì rất tiện lợi. Nhắn vào điện thoại thì trước khi tiêm chủng 2 ngày thì tất cả các bà mẹ mà có điện thoại thì đều nhắn tin qua hết. Nhắc là ngày đó đến lúc mấy giờ và đến trạm y tế được tiêm ngừa. Nhờ phần mềm này, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đúng lịch đã tăng lên rõ rệt. Khi mà phần mềm được áp dụng thì cái vấn đề giải quyết được cái vấn đề thách thức lớn nhất là cái vấn đề quản lý được đối tượng tiêm chủng, và do đó thì sẽ giảm cái tỷ lệ cái trẻ mà tiêm chủng mà không đúng lịch. Thì cái phần mềm này nó có cái tác dụng là nhắn tin tự động lập ra các cái danh sách của cái trẻ đến thời hạn tiêm chủng và tự động gửi tin nhắn đến các cái ông bố và bà mẹ để nhắc trẻ đưa trẻ đi tiêm. Và chỉ sau cái 1 năm triển khai thì là cái phần mà tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch của trẻ đã tăng lên, mà từ các loại vaccine đã tăng hơn so với cũ là từ 10 đến 14%. Khi sử dụng phần mềm điện tử, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của trẻ trong năm đầu đời đã tăng từ 74,3% lên 77,8% trong một năm thử nghiệm. Thời gian lập danh sách tiêm chủng cho trẻ em hàng tháng đã giảm từ 1 đến 2 ngày viết tay xuống còn 5 đến 10 phút. Sau thành công tại Bến Tre, Bộ Y tế sẽ tích hợp phần mềm Imbrec với phần mềm mà Bộ đang thử nghiệm tại Bắc Ninh để triển khai rộng trên cả nước.